Năm Anh Đức, Lona và Võ Tấn Phát đã kết hợp vô cùng ăn ý để giành chiến thắng và lấy đi nguyên liệu quan trọng nhất của đội Ngọc Hoa. Dù đã rất vất vả để giành chiến thắng ở vòng 2, nhưng Ngọc Hoa, Quỳnh Lập, Khả Như cũng chỉ lấy được cà chua của đội Anh Đức. Với bất lợi về nguyên liệu đó, đội Ngọc Hoa sẽ xoay sở như thế nào? Mời quý vị đón xem tập 6 chương trình Cuộc Chiến Ẩm Thực cùng với MC Việt Hương. Đó, ở vòng 3 này, cuộc chiến ẩm thực của chúng tôi sẽ là mũi tên thần kỳ bắn vô bao nhiêu điểm. Đằng sau lưng của mình đây, hai cái tấm bìa nhìn chưa? Ui, lại khởi động hả, gà chiến. Rồi, leo lên cái thao đi, không biết có đẩy nổi con gà này không. Rồi, đẩy chéo nha. Tụi em chạy một vòng. Ngồi như nữ thần, còn em giống anh Rebirth thiệt quá. Thôi phải ngồi xuống nhóm trưởng chú đảo đây coi, quay qua hỏi hai người đẩy em không có tiếp tay cho kẻ xấu nè. Hỏi hai chú đảo coi, hỏi chú đảo ơi, chú đảo ơi, mình sao? Đúng hay sai? Mình đúng hay sai? Sai nha con, sai nha con. Mình rời đảo đi, mình rời đảo đi, sai hoàn toàn hết. Nghe đọc tao trả lời, tao lấy hai điểm nè. Sao mình nói đúng mình chưa? Câu số 1, hạt cúc ướt có thành phần ngăn ngừa bệnh nào sau đây? A. Tim mạch. B. Ung thư. C. Tiền đình. D. Thiếu máu. Em đang nghi cái thứ nhất là cái gì đầu tiên quốc này? Tim mạch. Tim mạch ung với thư, lại tiền đình, thiếu máu. Tiền đình. 1, 2, 3, hết giờ. Dạ, cái gì em nghe anh nói nha, tim mạch. Tim mạch sai. Thôi giờ mình lấy một điểm nè. Nghĩa là tiền đình. Em nghĩ tiền đình. Một điểm thuộc về đội nhà. Một trong những chất dinh dưỡng quan trọng nhất trong hạt cốt cúc là selen. Một đánh giá của 69 nghiên cứu cho thấy nồng độ selen trong máu cao có thể bảo vệ chúng ta chống lại một số bệnh ung thư như là bệnh ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt. Bỏ hết chưa? Đúng rồi, bỏ vô luôn. Ê, Như bắn giỏi lắm nha. Giỏi ra chạy lẹ nè. Hai. Anh thầu chi biết nè Như. Đẩy nha, đẩy nha. Ba. Chơi vậy được. Trời ơi trời, cái gì vậy? Người ta đi chưa kịp tới em hút vô rồi. Mình hút cỡ đó mà bạn còn không bắn được nữa. Bị chặn lại. Thấy chưa? Con voi mà bút mình đừng có vừa đâu chị. Đi lại không? Đi về nhanh lên nè. Anh đổi chiến thuật rồi, anh không bắn bia nữa mà anh đi sang tê giác. Qua. 1 2 3 đội bé Hoa, đội trưởng nghệ sĩ Ngọc Hoa. Đây không có nha. Linh đã đứng dậy sao mà em bắn được. Linh đã được điểm nhấn cho chương trình. Bé Hoa,
đã lồng lộn nhả vô cái thao màu vàng thì anh Đức không thể nào bắn được. Che lại cũng không bắn được. Cho nên chị Diệp Hương đã quyết định là các em ngồi trật tự đó, mời hai bạn bắn vô đây để lấy số điểm. Dính là 8 điểm. 8 điểm hơn. Vô ngay thầm tâm cho em. Rồi, ok. 9, 10 được. Là nó bắn tim đó. 7 rưỡi. Câu hỏi: nếu dư thừa protein thì cơ thể sẽ có nguy cơ đối diện với loại bệnh nào? Tăng cân, B táo bón, C mất nước, D tất cả các bệnh trên. Không có được bàn nha, tại vì những người này có tập gym nè. 1, 2, Như trả lời trước. 3, A. A, sai. Sai. Hỗ trợ. D, D chị. D đi, tại thấy nó nhiều bệnh quá. Xuất sắc. Yeah. Rất cơ. 1 điểm. Có một điểm đó. Đúng rồi. Yeah. Yeah. Một. Hai. Sao quá vậy? Để sao quá? Để cái gì mà công trọng vậy? Cao lên, cao lên. Khoan. Đứng lên. Thức dậy. Rồi, bảy điểm. Là bắn cho đã nư rồi đó. Trời ơi, còn cái nữa bắn luôn anh. Nếu bắn trước là 9 điểm rồi. Câu hỏi câu này ủa, dễ nha. Ủa nhưng mà bắn trước là mình được trả lời hả? Dạ. Tất nhiên rồi. Buồn quá. Nè, câu này dễ thương nha, đố mẹo nha, đố mẹo nha. Dạ. Mới sinh em đã biết kêu, đặt tên theo tiếng em reo chào đời là bánh gì? Bánh mới em đã biết kêu. Mới sinh em đã biết kêu, đặt tên theo tiếng em reo chào đời. Bánh chuông. Em reo. Em reo chào đời. Bánh he he. Bánh he he. Mẹo mà. Nè, mẹo, dạ. Mới sinh em đã biết kêu. Cái bánh gì mà mình đổ ra nó phát ra tiếng động á? Bánh xèo. Chính xác. Trời ơi, mình cứ suy nghĩ. Ủa, thay đổi gì vậy? Em reo chào đời. Em chào đời mà. Là reo thì vui cái gì? Bây giờ hai bên là 2-2. Là hai bên mỗi người đi tới lấy một cái món để người kia bị bỏ không nấu được. Thôi bắt đi. Ừ. Hết món sao nấu ta? Vậy nó mới xả. Anh Đức bên này. Qua kìa. Rồi lấy đi. Mấy bên kia mà lấy món thịt bò là chết mình luôn. Lẹ đi. Rồi lấy đi. Anh Đức cố lên anh Đức. Nghe cái miếng nó tanh tanh. Lẹ. Bò đó. Ờ anh coi chú. Đưa đây cho tôi hết. Đưa đây. Đưa cho tôi, đưa cho tôi. Là đậu Hà Lan, một bên là măng tây. Trời ơi. Măng tây nó mất hoài được. Ở bên đây kia bên đây à. Mất măng tây vui hơn. Không, chú ý là bò. Cái mình không bò. Măng tây nó đẹp nữa. Trời, dòng này mới quan trọng, nãy giờ là chơi vui thôi. Người ta là cuộc chiến ẩm thực mới là quan trọng. Mời hai đội về nấu. Trở lại với cuộc chiến ẩm thực. Hiện giờ đúng là cuộc chiến luôn. Đội Hồng của chúng tôi không có cúc cúc để trộn cái món xà lách chánh. Bên đây thì lại không có mang tay. Chờ đợi coi bên đây sẽ làm cái gì với xà lách. Các bạn bắt đầu cùng với Việt Hương đi xem hai đội Hồng và Xanh cuộc chiến ẩm thực. Bắt đầu. Sợi á. Nhớ nha. Sợi dài. Chỗ nó, massage nó. Anh Đức anh trộn cái này đi. Em sẽ làm đồ sống, còn cái này là đồ chính rồi đó. Là trộn luôn vậy đó hả? Trộn viên này trộn vô luôn á. Rồi chiếu dầu vô đây nè, nó sẽ thấm. Cho nó. Cái này phải thiệt nóng nó mới cháy. Tiêu nữa, tiêu nữa, tiêu nữa, rồi massage. Massage nó, massage nó. Em bỏ dầu đây nha chị Như. Bỏ dầu vô đi. Và để cái này thiệt nóng mới cháy. Bên đây thao tác thịt bò đã xong. Để coi bên này thao tác thịt bò như thế nào. Dạ, tại vì cái bò là cái loại nhiều protein, khỏe, tốt cho nên những người tập gym, tập thể thao người ta sẽ chọn thịt bò. Thịt mềm, thấm đều. Nó rửa. Cái
món này chắc là dễ nhất đối với em phải không Phát? Ám ảnh với em luôn chị. Ám ảnh, lý do? Tại vì dân tập gym á là thường ăn cái món này nhất. Này với bông cải là một cái combo đó. Cái trong cái mùa giãn cách đó là như hầu nè, ngày nào cũng khoan này. Tại sao? Để nạp protein á. Khi mà tập gym á thì rất là cần protein. Đó là... Nhưng mà ăn nhiều quá nó có bị mập lên không? Tại vì mình có đốt calo mà chị. À là mình phải tập lại liền. Đúng rồi, mình tập để mình nạp vô liền để mình đốt cái calo đó. Bên kia là người ta đã sắp thơm xong rồi nha. Bây giờ bắt đầu thơm, chị bỏ thêm tỏi vô luôn. Nóng chảo bắt đầu nóng bắt đầu rồi. Thơm chị rồi đó. Muốn làm cái này nè, lập nghe chị. Áp chảo cho cháy cháy cái lật qua nha. Thơm quá à. Chết rồi, thơm quá à. Thịt bò sẽ giúp là duy trì phát triển cơ bắp tốt cho người tập thể thao. Ủa đây, này, cái đội nước thể thao không hỏi nữa, hỏi ở bên này. Bây giờ là chỉ có hấp miếng thịt trên thôi. Dạ. Em nhìn vô hai miếng thịt bò này, cái lực ăn của em là ăn mỗi ngày một miếng hay là ăn lượt một lượt hai miếng này được? Trời, em ăn ăn 4-5 miếng. 4-5 miếng sao miếng này? Trời, ăn chu đạm lắm em. 4-5 miếng này ngon mà chị. Ngon, cho nên là không cần tập gym, ăn theo chế độ đã thôi. Hiện giờ đang có măng tây, chuẩn bị làm măng tây để dưới nha. Dạ. Bên này là gần xong luôn. À, sao đất tụi em không có cúc cúc thì tụi em làm gì? Dạ, tụi em sẽ thay thế. Cà tím này khi mà bạn trộn vô cái đó là sẽ phá mùi rất là nhiều. Suy nghĩ thật kỹ. Ok, cà rốt. Dạ, anh rửa mẹ máy này. Bò có chân khác. Ê, sao bỏ ra ngoài đây? Bên kia đổ cúc cúc thành những cái nguyên liệu khác. Bên này đang trộn bò. Rồi, được rồi. Thôi một vài cái cho anh vậy nó. Cho xíu nước vô. Chưa xào đi, xào em phải đảo đều cái dưới đã. Tại vì sao chúng ta mất măng tây là chúng ta hốt quản đúng thiệt. Măng tây kết hợp với lại cái miếng bò, người ta gọi là miếng steak, miếng thịt bò. Thì hai cái đó đều là ít calo hết. Và đặc biệt cái nồi này đừng có mở ra nhiều. Chiếc nồi đa năng này nó có thể chiên nè, áp chảo bò nè, giữ màu sắc cho đẹp nè. Và khóa lại dinh dưỡng luôn. Cái nồi này rất là hay. Dạ rồi. Và đội này là xong thịt bò. Díu nữa đây. Xong broccoli luôn, tại bên đây không có măng tây. Thay thế cho măng tây rất là đẹp. Em rửa nha, em rửa nó cho. Xuất sắc. Đã vậy họ còn nấu cái tỏi chín chín cháy cháy khét khét ở dưới. Để cái này nó chín. Ủa cái này xong úp lại cho nó đen, cái tỏi úp lại cho đen. Đó. Xíu nữa cho nó đầy. Đúng giờ. Rồi, được rồi, được rồi. Bò để lên. Sắp xong rồi cả nhà ơi. Chán xin đường được không ạ? À? Để cái miếng tỏi này nè, lên trên này. Bên em có đường không mà chị? Rồi để bò lên. Rung. Xin đường đi ạ. Lên mà rung miếng chết. Xác xác chị không có đường đâu. Chị này không có đường. Cái món này không có đường nha. Bỏ nước cho chị, nước cho nó đỡ ra thôi. Không có đường, cái món này nó không có ra. Người tập gym cả nhà tin mến. Hiện giờ bên này không có cái hộp cút cút để làm salad. Chuyển qua xào. Dạ, rau xào. Các loại đưa vô xào. Buông vô xào hết á chị. Bên này trình bày rất đẹp nha. Chuẩn bị cho đếm ngược giờ nha. Rồi, chuẩn bị cận vô tay của nghệ sĩ Anh Đức. Họ sắp sửa làm một cái chuyện chấn động. Hãy cận vào tay của anh ta. Rồi, chuẩn bị. Chuẩn bị. Đó, thấy ghê chưa? Đó, thấy ghê chưa? Đó. Cái mỏ kìa, ghê nhất là cái mỏ. Đếm ngược. 15. Chưa. 14. Chưa. Sao mà em xin ghi được cho chết em. 12 rồi. 8. Khi mà vị cô nó hết giờ, các bạn giơ hai tay lên nha. Hết giờ, giơ tay lên. Đầu hàng. Và các bạn ơi, sau thời gian rất lâu đã làm xong hai món rất là thành công. Bây giờ mời đầu bếp Hoàng Xin. Em chào chị. Chào em. Lại gặp Xin, anh chàng này nhìn lãnh lúc nào cũng năng lượng thật là nhiều. Mời chị Bảo Ngân và chị Thúy Hằng. Dạ, mời hả chị. À, hôm nay hai đội, một đội màu hồng và một đội màu xanh. Khi mà đội màu hồng bị mất cái nguyên liệu là cái hạt, à thì là mình rất là lo lắng. Nhưng mà các bạn đã nghĩ ra ngay một cái món salad khác. Vậy thì bây giờ mình cứ ăn thử ở bên đầy đủ đi. Dạ. Không bị mất nguyên liệu nào, chỉ mất một loại rau xanh được thế vô, đó là măng tây. À thì bạn đó là thế vô bằng cái rau broccoli hay là còn gọi là bông cải xanh. Bông cải xanh. Dạ, dạ. Mời ban giám khảo. Dạ, mình lên đây thử trước à.
bây giờ mời đầu bếp giúp giùm trong lúc đầu bếp chia phát thuyết trình lấy lòng. Món này nó cũng đơn giản thôi, tại vì em cũng hay làm trong cái lúc mà tập gym, ăn để mà bổ sung protein. Thì đầu tiên em sẽ ướp muối với tiêu. Hồi nãy là em thấy có một cái chén đen đen, em tưởng nó là nước tương. Tại vì thường là công thức của em là hay bỏ nước tương nhưng nó sẽ rất là thơm. Nhưng khi em ướp bỏ miếng vô rồi thì mới phát hiện đó là giấm đen với là nước tương. Nhưng mà em nghĩ lại là cái sự kết hợp này nó cũng không có đến nỗi nào. Tại vì thịt á, khi mà mình bỏ chút xíu giấm vô thì cái thịt nó sẽ mềm hơn. Của em cắt hơi bự chút. Dạ. Ở trong nó vẫn còn hồng hồng xíu, không quá khô. Rồi bây giờ mời cả nhà thử nha. Rồi ạ. Mời chị Ngân luôn, mời chị Hằng luôn. Dạ, rồi mời. Em mời. Cái phần bò thì vừa chín tới ha. Kiểu giống như này cỡ medium chị ạ. Rồi dạ mời chị Hằng. Thịt bò thì mềm nhưng mà hơi lạt xíu. Dạ. Yeah. Còn bông cải và ngũ sắc thì rất là ngon. Rất là ngon. Rồi dạ mời chị Ngân. Dạ em chấm điểm là nêm vừa vừa miệng. Còn cái thịt bò thì hơi nhạt một tí nhưng mà vẫn giữ được cái độ mềm của thịt bò, không có bị dai. Dạ hơi nhạt chút xíu là so với em, tại vì em ăn nó đậm đà tí. Dạ. Cái salad cũng rất là ngon phải không? Đúng rồi. Dạ em làm đó chị. Dạ hai chị. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ quan trọng nè, đầu bếp Hoàng Sim. Về cái salad thì em không cần phải nói nữa, tại vì ai cũng làm rất là dễ. Ăn em thấy ngon. Một sự thay đổi rau củ quả thì cũng bình thường thôi, không có cái này mình thay đổi bằng cái kia. Quan trọng là mấy anh chị nấu nó còn rất là giòn, ăn ngọt. Bây giờ tới miếng bò nè. Miếng bò tại chương trình chuẩn bị miếng bò ngon ha. Và cái thứ hai nữa là em thấy món này nó ngon. Bởi vì thật ra là đối với dân tập gym á, như anh Phát cũng biết á, là người ta không có ăn mặn chị, ăn cực kỳ lạc và hầu như người ta sẽ cắt luôn khẩu phần muối. Cho nên lý do tại sao mà mình đã có cái phần salad cút cút, vừa có chua, vừa có mặn, vừa có lạc, thì cái phần bò chủ yếu là mình cung cấp protein động vật vào thôi. Thì với tiêu chí của ngày hôm nay thì không có gì để nói về món này. Yeah, xuất sắc. Thở cái hào luôn á, hết hồn. Mời ban giám khảo. Rồi gót qua bên kia. Cảm ơn anh chị. Dạ. Mời đội áo hồng chuẩn bị thuyết trình. Dạ. Chào mừng quý khách đến với nhà hàng chúng tôi, nhà hàng ba con bò. Ôi, nhà hàng ba con bò. Hả? Nhà hàng ba con gì dễ thương nè. Mình đang làm thịt bò. Thì đó nhà hàng là ba con bò. Nhà hàng ba con trâu. Ba con trâu. Ủa gì kỳ vậy? Lì như câu á. Thôi, nhà hàng ba con người. Dạ đến với nhà hàng này chúng em sẽ tự tay cắt miếng thịt bò cho anh chị ăn à. Trời ơi. Trước khi em cắt thì em xin nói thêm và chia sẻ về những cái khó khăn bên đội của chúng em. Là bởi vì đầu tiên chúng em đã mất đi một cái loại hạt rất là quan trọng, đó là hạt cúc cúc. Dạ. Và để bù lại đó là cái hạt cúc cúc đó có cái độ bùi nhất định, tụi em đã làm một cái củ tỏi cho nó cháy lên, nó chín lên, nó tạo cái độ bùi khi mà chúng ta có thể ăn chung với bò. Dạ. Nhưng mà thấy là chưa bùi à, còn sống à. Không, anh vừa nhìn, anh nhìn, anh thôi. Phải nhìn cái miếng tỏi đó, anh nhìn em nữa, anh vừa ăn vừa nhìn em, vừa ăn vừa nhìn em, nó sẽ bùi và đúng ngon. Đúng rồi, hơn. Nó là còn có vị ngọt mùi từ tình cảm người wow. Làm em tả như hụt mít vậy. Cũng như nó nhìn em mùi lắm. Em không dám nói luôn, em mới tính nói câu đó luôn. Đầu tiên á là về hình thức nha mọi người. Cái miếng bò bên đây á chiên rất là đẹp. Ở ngoài là màu đẹp nha, ở trong là cỡ mi đồng re luôn á chị. Trời ơi, cái màu trong đẹp. Không, ở đây chiên cái miếng bò ngon. Phải công tại, nhận. Tại vì cái vấn đề miếng bò mình quá mỏng mà chiên để giữ được như vậy á thì em cũng chiên nhầm khi cũng chật ruột lắm. Cũng nhiều khi chật nha. Qua. Mà hôm nay là đầu bếp cao. Trời ơi, chị Như, Như đó. Chiên, Như đúng không? Chiên, Như chiên. Chị Như chiên. Như là nó chuyên tập gym mà. Ăn kỹ lắm. Thêm một cái nữa, cái phần này mọi người, em biết là mọi người cứ nghĩ là xào hay sao, chứ thật ra là đối với món Âu á, những cái loại mà người ta gọi là salsa chị biết mà đúng không? Mình cắt nhỏ mình xào với cà chua ăn kèm rất là ngon. Xong lấy mấy cái chip á, mấy cái snack cái xúc dạ, lên. Đúng không? Xúc lên, dạ đúng rồi. Xúc lên giòn giòn giòn. Dạ em không cần nói nhiều, em nêm salsa em uống chip ạ. Nêm salsa em uống chip ạ. À có chip, không có chip. Mà mình còn thời gian để mua chip chip vậy. Dạ, em mời hai chị ạ. À. Cái này gì quên rồi, măng tay. Măng tay. Ồ, cái miếng bò bên này dày hơn miếng bò bên kia. Nấu quá đẹp. Dạ. Mời chị Ngân. Dạ rồi, về cái phần trình bày á thì em thấy là đẹp. Cái món salad á thì ổn, ngon, màu sắc rất là bắt mắt, đủ 5 màu sắc hết. Còn cái phần thịt bò á, về cái độ chín là vừa tới. Chỉ có cái là
Không biết là chị Khả Như có lố muối không? Không lố, chỉ là đậm chất miền Tây. Mình bị đậm chất miền Tây. Em là ăn phải mặn mặn. Như là luôn mặn, còn bên kia là luôn lạc. Cái này là mặn, mặn đó. Dạ mặn. Quá đậm đà, đậm đà luôn. Rồi đó là còn cái măng tây thì vẫn được giữ được độ giòn, ngon. Dạ. Rồi mời chị Hằng. Măng tây thì mình rất là thích, giòn ngọt. Ngũ sắc thì rất là đẹp. Đây là cái màu đủ dinh dưỡng nè. Còn thịt bò thì đúng là rất là mặn. Dạ. Mặn. Mềm không chị? Nó mềm. Mềm, mềm. Dạ không ạ, bò mềm, mềm là tại cuộc bò gì nè. Dạ. Đầu tiên đó. Ta canh nửa đồ cái lộn. Trời vô nhà. Bây giờ người quan trọng nè, mời đầu bếp. Hoàng xin. Em ạ. Về cái phần này tạm gọi đó là một cái phần salsa Âu đi, ngon quý vị. Đủ giòn, đủ mềm, thêm chút xíu cà chua nữa, bầm ra là được. Phần măng tây vẫn còn giòn ngọt nhưng mà xào hơi bị lố hen. Riêng cái phần cục bò rất là đẹp. Nếu cục bò này để biểu diễn hay để một buổi gọi là cooking show ở ngoài thì khách rất là thích, bởi vì ở ngoài vừa đủ vàng đẹp, bên trong mềm mọng nước vẫn còn màu đỏ của máu ha. Tổng quan là ngon, nhưng mà với tiêu chí của cái buổi này hôm nay là ăn để tăng cơ, tốt cho sức khỏe, thì khẩu phần ăn này không được tốt sức khỏe lắm, bởi vì muối quá nhiều sẽ cắt nước vậy thôi. Trời ơi, tương lai kết quá. Quả chút xíu mình biết hen. Chút xíu nữa chúng ta sẽ biết kết quả của trận đấu này, cuộc chiến ẩm thực mà. Mời tất cả về đại sảnh. Chào đón trở lại với cuộc chiến ẩm thực, và hôm nay Việt Hương rất là vui tại vì mình học được nghề ha, mình học được món. Và món này thì thấy hầu hết ai cũng thích. Mặn lạc tùy vô cơ địa mỗi người thích nữa. Cho nên là hôm nay cảm ơn Hoàng Xin lại nghĩ ra nhiều cái món nhanh gọn lẹ ha, đủ chất, đủ vị, đủ màu, đủ mùi để ăn tốt cho sức khỏe. Cảm ơn bạn. Nhưng cái quan trọng thì là phải có thắng thua. Mời Hoàng Xin đại diện đi. Dạ, sau khi thống nhất với hai chị của em thì hai cái món của ngày hai đội hôm nay ngon ngang nhau. Ngon ngang nhau luôn. Yeah. Nhưng mà với cái tiêu chí là để dưỡng cơ nè, giảm mỡ và tốt cho sức khỏe. Thì mình nhìn cái hình dáng của hai đội thì mình cũng biết là ai là am hiểu khi có nên mà bỏ muối nhiều muối ít không à. Đó. Thấy nó nghe nè, mình thấy là có một mình chị thôi, bây giờ là hai đứa mình luôn á. Hồi nãy chị cũng nói vậy, nhìn cái hình dáng là biết bên nào ta. Chính xác. Bên nào không? Chị tưởng mình nên chị lát bị chận đường. Lát em luôn. Đó, nhìn cái body là biết bên nào tập thể thao. Ủa, rồi. Chị Hương. Ê, cái đó tập dưỡng sinh. Cái đó tập dưỡng sinh. Cái này là dưỡng sinh rồi. Vậy thì phần thắng hôm nay thuộc về những người có thể hình đẹp hơn chút xíu. Đội anh Phát à. Quá bắt em chơi đội hình đẹp. Mình nhớ mình dạ, dạ. Em nói là đội có thể hình đẹp chứ em không nói là nguyên đội có thể hình đẹp à. Đầu bếp chặt luôn. Thôi kệ, lay thôi. Kệ, được rồi, lay, lay em được. Là lay, thơm miễn lay. Cái đội này được, đẹp là được. Luna và Võ Tấn Phát xuất sắc ngày hôm nay. Yeah. Ủa, em qua đây. Đúng rồi, em tính qua đây để được em thắng với chị á. Ừ. Ủa mà sao vẫn thua ta? Đội chiến thắng là đội của Ngọc Phương. Yeah. Đội của chị Khả Như là người chiến thắng ngày hôm nay à. Chị Như, chị có cảm thấy là cái sự may mắn của chị nó bị trấn áp bởi một cái thế lực nào đó? Không phải đâu. Tại em á, tại em đó, lập em là đội trưởng ở bên này luôn thua, Như luôn thắng. Em chà qua bển, cái dí em qua bển tự Như thua luôn. Ta thắng luôn. Ta thắng luôn. Ta thắng luôn. Tao kêu em không làm gì chưa? Lập ơi, kỳ sau em nhớ nha, khi hai đứa em kết vô thì không nên có bái hoa. Đúng rồi. Rồi, rồi thật ra là lỗi lầm này thuộc về Qua. Đúng rồi. Đúng rồi. Chị Hằng và chị Ngân có đồng ý cho con bé Qua lát nữa nó đại diện nhóm quay một vòng không ạ? Đồng ý chị. Đồng ý. Bên đây mỗi người quay một lượt may mắn là bên đó. Dạ. Bé Qua. Dạ. Mời vòng xoay may mắn. Luna ơi, em là nữ mà chiến thắng nữa mời em quay trước. Rồi, quay đây. Nhạc lên ạ. Canh hết rồi, canh này vô nè. Lấy cái nồi về cho mẹ. Cái nồi, cái nồi, cái nồi, cái nồi. Mang nồi về cho mẹ. Mang nồi về cho hay mẹ. Quá, em hay quá em ơi. Hay quá vậy trời. Hay. Khó đó là cái sắc xuất giỏi của nó rất là thường xuyên luôn. Xuất mừng. Sắc luôn, lấy một cái nồi. Một lần thôi mà trúng liền. Tới anh Đức đi. Không, anh Đức phải anh làm đúng cái e đó nha. Phải hê cái nhẹ lắm đúng cái lượt đó thôi. Em cái dáng em nãy vậy phải không em? Đúng rồi. Đây, ngày hôm nay rất là vui khi được tham gia chương trình cuộc chiến ẩm thực. Và rất là may mắn
học được một món rất là ngon, đó là salad couscous. Về sẽ làm ăn mỗi ngày để tăng cường cái chất dinh dưỡng. Lên! Mạnh rồi! Rồi! Đem nước rửa chén về cho mẹ. Mạnh rồi! Bình tĩnh! Còn một vòng nữa! Tới nha! Hết rồi! Thôi lộ rồi. Quá lộ. Một chai dầu ô liu, một chai nước rửa đa năng và một chai nước rửa chén đậm đặc. Mời Tấn Phát. Rồi tới em đúng không? Anh ước chưa? Ước chưa? Hả? Có muốn phát biểu gì không? Dạ thôi. Nguyễn. Cậu em phát biểu nhiều rồi. 1, 2, 3 quay. Nhẹ thôi nha. Trời ơi sợ quá à. Sợ quá. Xém. Ôi trời. Một chai dầu ô liu và nước rửa đa năng. Cái combo này cũng rất là xuất sắc luôn. Chúc mừng đội của em đã lãnh 3 giải. Rồi bắt đầu tới bé Hoa nè. Hên dữ lắm. Bé Hoa xoay không, không có cọc nghe Hoa. Không có cọc nha. Cũng không có cọc. Cạnh này xoay nha. Em nguyện nữa. À cầu nguyện nữa. Rồi xoay mạnh lên. Chiều này phải không chị? Đúng rồi. Mạnh. Rồi đó. Mạnh lắm đó nha. Xoay hoài luôn. Quay mới hồi hộp. Quay tới mùa 2 luôn đấy. Mùa 2 cũng còn đang thấy nó đứng quay à. Ê, không nhìn luôn. Không nhìn là không vô. Gì vậy? Không bán xuất sắc luôn. Nhưng mà đối với việc hôn ngày hôm nay, bé Hoa xứng đáng lấy cái nồi này. Không phải để vui, không phải để nấu. Tới đây để bị hành xác. Để lấy cái nồi thôi. Về ăn tẩm bổ, xuất sắc Hoa ơi. Trời ơi, tự nhiên nó trúng mà tôi vui dễ sợ luôn. Em hồi hộp quá chị. Nè, em lãnh trọn luôn, khỏi có đưa cho hai nhóm trưởng. Các bạn ơi, đúng như chủ đề luôn. Chơi nè, vui nè, chơi để ăn ngon và sống khỏe nữa. Cảm ơn chương trình đã tổ chức cho chúng tôi một cái buổi xoay cái này. Thật là may mắn cho bé Hoa. Hôm nay chị rất là thích Hoa luôn. Qua chơi nhiệt liệt mà tự nhiên trúng cái nồi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:25 chiều Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Cuộc chiến ẩm thực do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện, với sự đồng hành của nhãn hàng Amway Việt Nam. Xin chào và hẹn lại lần sau. Đi chi cũng nấu ăn cùng nhau cho vui thêm chút.